Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chú đại bàng nhỏ xinh như thế này. Về phần nguyên liệu thì các bạn chuẩn bị cho mình len sợi 3 màu. Kim móc mình sử dụng là kim móc hai đầu, mình sẽ móc đầu 4.0, kim khâu len, kéo, một cặp mắt thú 5mm, keo dán, cuối cùng là bông gòn. Chúng mình bắt đầu thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ móc phần đầu và thân trước, và các bạn sẽ sử dụng len màu trắng. Các bạn tạo cho mình vòng tròn ma thuật. Sau đó móc 6 mũi đơn vào trong tâm vòng tròn ma thuật. Sau khi móc xong 6 mũi đơn thì các bạn rút sợi len để thu nhỏ tâm vòng tròn lại. Sang hàng thứ hai, các bạn sẽ móc 2 mũi đơn chung một chân mũi cho đến hết hàng, tức là sau khi kết thúc hàng thứ hai chúng ta sẽ có tổng là 12 mũi. Mũi đơn thứ nhất. Mũi đơn thứ hai chung chân. Cứ như vậy các bạn lặp lại cho đến hết hàng. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ hai. Sang hàng thứ ba, các bạn sẽ móc một mũi đơn vào chân mũi đầu tiên, hai mũi đơn chung chân vào chân mũi tiếp theo. Các bạn lặp lại cho đến hết hàng. Tổng sau khi móc xong hàng thứ ba chúng ta sẽ có 18 mũi. Một mũi đơn vào chân đầu tiên, hai mũi đơn chung chân vào chân tiếp theo. Cứ như vậy các bạn lặp lại cho đến hết hàng. Móc xong hàng thứ ba, sang hàng thứ tư, các bạn sẽ móc một mũi đơn vào chân mũi đầu tiên, hai mũi đơn chung chân vào chân tiếp theo và một mũi đơn vào chân thứ ba, tức là x v x. Các bạn sẽ lặp lại cho đến hết hàng. Tổng sau khi móc xong hàng thứ tư chúng ta sẽ có 24 mũi. Một mũi đơn vào chân đầu tiên, hai mũi đơn chung chân vào chân tiếp theo và một mũi đơn vào chân thứ ba. Cứ như vậy các bạn lặp lại cho đến hết hàng. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ tư. Các bạn có thể thấy cái mũi đầu tiên của mỗi hàng sẽ tạo thành một đường hơi chéo như thế này. Nếu các bạn sợ nhầm lẫn thì các bạn có thể lấy móc đánh dấu mũi đầu tiên của mỗi hàng lại. Từ hàng thứ 5 đến hàng thứ 7 các bạn sẽ không tăng mũi mà chúng ta sẽ móc toàn bộ mũi đơn. Tức là mỗi hàng chúng ta sẽ móc 24 mũi đơn. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ 7. Sang hàng thứ 8, các bạn sẽ móc 3 mũi đơn vào 3 chân mũi đầu tiên. Ở chân mũi thứ 4, chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn chung một chân mũi. 1 2 3 mũi đơn vào 3 chân đầu tiên, chân thứ 4 là 2 mũi đơn chung một chân mũi. Cứ như vậy các bạn lặp lại cho đến hết hàng. Tổng sau khi móc xong hàng thứ 8, chúng ta sẽ có 30 mũi. Ở chân mũi cuối cùng thì chúng ta sẽ không móc sợi len qua mà chúng ta sẽ tiến hành đổi màu len ở đây. Các bạn cắt sợi. Rồi đổi sang len màu xám. Các bạn chừa ra đoạn len màu xám. Rút chặt cái phần len màu trắng này lại.
Sang hàng thứ 9, các bạn sẽ móc vào mũi cạnh sau. Các bạn sẽ móc cho mình 30 mũi đơn vào mũi cạnh sau. Chúng ta sẽ giấu cái phần len thừa này theo cùng luôn. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ 9. Sang hàng thứ 10, các bạn sẽ móc 2 mũi đơn vào 2 chân mũi đầu tiên. Ở chân mũi thứ 3, chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn chung một chân mũi và 2 mũi đơn vào 2 chân tiếp theo, tức là 2x v 2x. Tổng sau khi móc xong hàng thứ 10, chúng ta sẽ có 36 mũi. 1 mũi đơn, 2 mũi đơn vào 2 chân đầu tiên. Ở chân thứ 3 là 2 mũi đơn chung một chân mũi và 2 mũi đơn vào 2 chân mũi tiếp. Cứ như vậy các bạn làm lại cho đến hết hàng. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ 10. Từ hàng thứ 11 đến hàng thứ 13, các bạn sẽ không thăng mũi mà chúng ta sẽ móc toàn bộ mũi đơn, tức là mỗi hàng là 36 mũi đơn. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ 13. Sang hàng thứ 14, các bạn sẽ móc 2 mũi đơn vào 2 chân mũi đầu tiên. Ở 2 chân mũi tiếp theo, các bạn sẽ tiến hành giảm mũi và 2 mũi đơn vào 2 chân mũi kế tiếp, tức là 2x a 2x. 2 mũi đơn vào 2 chân mũi đầu tiên. Ở chân mũi thứ 3 và thứ 4, chúng ta sẽ tiến hành giảm mũi. Và 1 mũi đơn vào 2 chân mũi tiếp theo. Cứ như vậy các bạn lặp lại cho đến hết hàng. Như vậy là chúng ta đã móc sang hàng thứ 14. Sang hàng thứ 15, các bạn sẽ móc 3 mũi đơn và 3 chân mũi đầu tiên. Ở chân mũi thứ 4 và thứ 5, chúng ta sẽ tiến hành giảm mũi. 1 2 3 mũi đơn và 3 chân mũi đầu. Ở 2 chân mũi tiếp theo chúng ta sẽ giảm mũi. Cứ như vậy các bạn lặp lại cho đến hết hàng. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ 15. Sang hàng thứ 16, các bạn sẽ móc 1 mũi đơn vào chân mũi đầu tiên. Ở 2 chân mũi tiếp theo chúng ta sẽ giảm mũi và 1 mũi đơn vào chân thứ 4. 1 mũi đơn vào chân đầu tiên. Mũi giảm ở 2 chân tiếp theo. Và 1 mũi đơn vào chân thứ 4. Cứ như vậy các bạn lặp lại cho đến hết hàng. Tổng sau khi móc xong hàng thứ 16, chúng ta sẽ có 18 mũi. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ 16. Sang hàng thứ 17, các bạn sẽ móc 1 mũi đơn vào chân mũi đầu tiên. Ở 2 chân mũi tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành giảm mũi. Tổng sau khi móc xong hàng thứ 17, chúng ta sẽ có 12 mũi. 1 mũi đơn vào chân đầu tiên. Mũi giảm ở 2 chân tiếp theo. Cứ như vậy các bạn lặp lại cho đến hết hàng. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ 17. Bây giờ thì các bạn dừng lại một chút để chúng ta tiến hành nhồi bông gòn. Bây giờ các bạn sẽ móc tiếp hàng cuối cùng. Ở hàng cuối cùng các bạn móc cho mình 6 mũi giảm liên tiếp.
Các bạn chừa ra một đoạn len với các sợi. Bây giờ thì chúng ta sẽ nối len màu trắng để móc phần viền cổ như thế này. Các bạn sẽ đưa kim vào cái chân mũi cuối cùng. Sau đó nối lấy sợi len. Chúng ta sẽ đưa thừa ra một đoạn như thế này. Sau đó các bạn móc một mũi rời vào chân mũi đầu tiên. Ở chân mũi thứ hai chúng ta sẽ bỏ mũi vào không móc. Sau đó móc vào chân thứ ba, 3 mũi nửa ghép chung chân. Chúng ta sẽ giấu cái sợi len này trên kim luôn. Tiếp theo, chúng ta sẽ bỏ chân kế tiếp không móc và móc vào chân kế tiếp một mũi rời. Tiếp tục bỏ một chân mũi không móc và móc vào chân tiếp theo 3 mũi nửa kép chung chân. Cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại. Một mũi rời, bỏ một mũi, móc 3 mũi nửa kép chung chân, bỏ một mũi. Lặp lại cho đến hết hàng. Tức là chúng ta sẽ lặp lại được cái đường vòng này 7 lần và chúng ta sẽ dư 2 mũi ở cuối cùng. Như vậy là chúng ta đã móc xong 7 cái đường vòng như thế này. Sau khi bỏ một chân mũi thì chúng ta còn hai chân mũi cuối. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình hai mũi. Một mũi rời vào mỗi chân mũi. Chừa ra một đoạn len rồi cắt sợi. Như vậy là chúng ta đã móc xong phần đầu và thân. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang móc cánh và chân. Để móc phần cánh thì đầu tiên các bạn tạo cho mình vòng tròn ma thuật. Sau đó móc 5 mũi đơn vào trong tâm vòng tròn ma thuật. Sau khi móc xong 5 mũi đơn thì các bạn rút sợi len để thu nhỏ tâm vòng tròn lại. Sang hàng thứ hai, các bạn sẽ móc 1 mũi đơn vào chân đầu tiên. Chúng ta sẽ giấu cái sợi len này theo cùng luôn. Hai mũi đơn chung chân vào chân tiếp theo. Các bạn lặp lại thêm một lần nữa. Một mũi đơn, hai mũi đơn chung chân và một mũi đơn vào chân mũi cuối. Sang hàng thứ ba, các bạn sẽ móc một mũi đơn vào chân mũi đầu tiên, hai mũi đơn chung chân vào chân mũi thứ hai và chân mũi thứ ba là một mũi đơn. Các bạn lặp lại hai lần. Một mũi đơn, hai mũi đơn chung chân, một mũi đơn vào chân thứ ba. Chúng ta lặp lại thêm một lần nữa.
và một mũi đơn vào chân mũi cuối. Các bạn móc một mũi rời rồi cắt sợi. Các bạn làm tương tự với phần cánh thứ hai. Như vậy là chúng ta đã móc xong hai phần cánh. Bây giờ chúng ta sẽ móc đến phần chân. Để móc phần chân thì đầu tiên các bạn lên cho mình 4 bính. Ở chân mũi thứ hai tính từ chân kim móc xuống. Đây là mũi chân kim, đây là mũi thứ hai. Các bạn móc cho mình hai mũi rời và hai chân đầu tiên. Tiếp tục lên 3 bính. Và quay lại ở mũi thứ hai tính từ chân kim móc xuống là mũi này, móc hai mũi rời và hai chân mũi. Tiếp tục lên 3 bính. Và quay lại móc vào chân thứ hai từ chân kim xuống hai mũi rời liên tiếp. Sau đó móc vào chân bính đầu tiên một mũi rời. Chừa ra một đoạn len để khâu ráp rồi cắt sợi. Các bạn làm tương tự với phần chân thứ hai. Như vậy là chúng ta đã móc xong hai phần chân. Bây giờ chúng ta sẽ móc đến phần màu trên đầu. Thì để làm phần màu các bạn lên cho mình 5 bính. Chúng ta sẽ chừa ra một đoạn như thế này. Ở chân mũi thứ hai tính từ chân kim móc xuống mũi chân kim mũi thứ hai, các bạn móc cho mình 4 mũi rời liên tiếp. Sau đó chừa ra một đoạn len rồi cắt sợi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các bộ phận của chú đại bàng. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ghép chúng lại với nhau. Thì như các bạn có thể thấy, phần mắt thì chúng ta sẽ gắn giữa hàng thứ 5. Hai mắt cách nhau 3 chân mũi và phần mỏ sẽ được khâu giữa hai mắt. Cái phần màu ở trên đầu thì các bạn sẽ móc vào hàng thứ nhất. Phần tay chúng ta sẽ móc sát vào cái đường viền cổ như thế này. Và chân khâu ở phần cuối. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong chú đại bàng nhỏ xinh như thế này. Chúc các bạn thành công!
Và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp nhé.